thì người Giao. Khu này gần đây người Giao hết anh nhỉ? Và cũ có là 100 người Giao ở đây không? Tại số là nó cũng ở nơi khác. Kinh doanh thì vẫn có. Vâng. Còn mấy cái cũng ít thì anh ạ, đến 20%. Anh Đức cũng đến rồi nhỉ? Bây giờ thì đến 20% rồi nhỉ? Thời như ông Đà làm chắc một hai hộ cô giáo thôi, giáo viên rồi. Xưa thì chủ yếu là người dân tộc số và người Giao, người Mông. Và người Giao, người Mông. À đúng rồi, nó là nhiều nhất. Giao kiếm 60, Mông kiếm khoảng 30. À, Mông kiếm 40. Mông nó phải chiếm là 60. 60 à? Thế Giao không? Đấy, bây giờ nhờ anh ấy dẫn mình đi review ngôi nhà anh vừa ở và kết hợp với lại kinh doanh hôm tây. Đây là cái thuốc anh. À đây một điện sáng. À cái thuốc để mình cho khách tắm luôn đúng không? Nhà này vừa ở vừa sinh hoạt lại vừa cho khách tắm. Nhà anh rộng lắm. Ô, nhà 2 tầng anh? Bên trên phòng nghỉ ạ. À thế cháu này đang làm gì đây? Đấy, tối nay đãi khách gà màu đen này. Ở đấy. U có vẻ. Cháu này đang làm gà. Này vào đây á, các với mẹ đang bị hết hồi thở. Các thử lấy vợ cũng được lên ăn cưới đến nơi rồi. Nha. Yeah. Đây. Khu vực bếp nha anh phục vụ. Ở à, đây đây. Nhờ chị giới thiệu xung quanh nhà mình tí. Đây chị chủ nhà. Chị tên là gì nhỉ? Chị Bảy. Hả? Chị tên là gì? Chào Lý Tẩm Bảy. À, chào Lý Tẩm Bảy. Cùng họ với anh à? Đây chị giới thiệu khu vực quanh của nhà chị rất nhiều lan này. Đấy. Từ đây xuống ở dưới này. Ô cái ao là nhà mình hả chị? Vâng. Ôi giời, nhà rộng thế nhỉ? Ao nhà mình đẻ. Ao nhà mình mà. Ô, anh chị mua thêm à? Không, ở trước thì ngày xưa sao em có thấy đâu? Sao em không thể ở dưới này, không biết thôi. Có mà. À. Ô đây ao nhà mình rộng thế. À đúng rồi, chính xác. Đây là cái khu vực ui, sân này to lắm. Đây, chỗ này nhà mình hết à? Chỗ này mình hết. Đấy, nhà chỗ nhà anh chị. À. Đi đến cái chỗ. Cái này có ăn không chị? Có mà, cái này thuốc mà. Cái đấy. Thuốc của máu. Của máu á, bọn em toàn để dùng làm cảnh thuốc thôi. Thuốc này mình trồng đấy. Trồng á? Ừ. Có ăn đâu chị, ăn được không? Có mà, cái này thì khoảng mình thái ăn cái kiểu cái. Đây à, vườn ăn nhà chị tất cả đây à? Đây là vườn nhất chi mai đúng không? Thế là chi mai đấy là đào. Này đào, chị dẫn đi. Đây chị Mẩy ở thôn Tả Phìn dẫn mình đi tham quan vườn nhất chi mai nhà chị. Thôn này là gọi là rất thôn, rộng lắm. Thôn này là thôn trung tâm. Ở đây à đây nhất chi mai giống giống cái đào nhỉ? Ừ. Đấy. Có đào lớn mà. Dạ. Có đào lớn đây nè. Vâng, bây giờ chị cho em xem cái cây này đâu là nhất chi mai. Đây, nó đây. Đấy chị. Cái này thì tháng mấy ra hoa chị? Tháng. Chắc là gần Tết nhỉ? Gần Tết. Trắng tinh luôn đây đúng không? Đây anh một... uốn đây, ai uốn đây? Tự uốn mà. Hả? Tự uốn mà. Đấy, hạ kinh quá nhỉ, không trình thì không giỏi phết nhỉ. Nắm nghề thật đấy. Thế một cây này là chị bán bao nhiêu tiền chị? Ở đây này, ui đẹp đây này. Cây nhỏ thì một tiêu. Ui, cây ngoài này đẹp thế. Cây to thì anh... khoảng 5. Cây này anh mua về à? Cây này vừa trồng. Nhưng mà anh mua đâu về hay anh đào trên rừng? Cái này là trồng. Trồng xong là mình ghép rêu vào đây đúng không? Đúng. Thế một cây như này trung bình bao tiền chị? Ừ, gặp khách 2 triệu. Ô nhiều hơn chứ. 5 triệu, 10 triệu. 5 triệu, 10 triệu. 5 triệu một cây này đấy, không ít đâu. Cái cây kia thì bé bé kia rẻ hơn. Ô, chị nhà chị giao mạ luôn đấy à? Đấy, dạ đấy. Ừ, tốt rồi nhỉ, chuẩn bị cấy chứ. Chắc hai mấy. Năm nay chị không trồng dưa nhỉ? Có trồng dưa nhưng mà chưa được ăn đâu. Thế à? Sao bọn nó đâu ăn chưa sớm đi. Đất này đến hết rào là mình hết hả chị? Không. Đây. Nhà mình chỉ đến đây đấy. À thì đến cái rào này quay lại này đúng không? Cái rào này quay lại. Tất cả cái rào này thì cái kia, cái hoa chất trắng lắm đó nhà mình. Ôi, ôi. Rộng thế. Nhà mình có vượt đào về đấy đúng không? Vượt đào đấy. À, có quả chưa chị? Không, không có quả. Chắc là con bé. Vâng, chị ơi, những cái này chị vừa đánh đâu về chồng anh, chị đánh đâu về chồng đấy? Cái này á? Vâng. Cái này hơn là thằng nhà quen thì chồng hộ. À, thế à. Bên này cũng là nhà chị hết à? Đấy, chưa là đấy. Vườn nào nhà mình bên này à? Rộng thế. Bên này chị nuôi cái gì đấy? Nuôi lợn. À, ông kia chị quên nuôi lợn à? À, mùa này phải quên vào thế cho đấy, nhỡ ấm à? À, nuôi lợn, nuôi gà, đất rộng lắm nhà chị. Đây, hai cây này, cái cây đỏ, cái cây này không đỏ. Cái này chị trồng để làm thuốc đúng không? Cái này nấu tinh dầu, còn cây kia ăn. Cái này ăn được không?
cũng ăn được mà, nhưng mà thơm đấy. Cái này thơm lắm. Tía tô trắng này, bên trên là trắng, dưới này nó lại màu tím giống cái kia đấy. Nó ra một bụi à, hay là nhiều cây đây? Cái này là trồng, trồng xong nhổ cái cây. Cây con. Cây con. Để tỉa ra. Tỉa ra. Ui dồi. Ấy rau này ăn ngon này, Huy ơi. Rau này ăn ngon, 6 mét. Này. Chị trồng bằng hạt hay trồng bằng gì? Review ngôi nhà của anh Trình ở thôn Tả Phìn. Đấy, nhà này toàn bằng gỗ, à cũng chia phòng. Chia phòng để khách ở hôm tây ở luôn đấy. Ở khu vực này thì nhà nào cũng vậy cả nhỉ. Dành từng phòng, ở đây gọi hôm tây thì ở nó sẽ đơn giản hơn là chúng ta ở khách sạn. Hôm tây là ở nhiều du lịch thôn bản là người ta thường ở nhà dân kết hợp với lại kinh doanh du lịch. Đấy, trên này là nhà tắm hay sao, thuốc tắm này đúng không? Ở đây chỗ này là bếp củi, nhưng mà ở đây đây phòng tắm đấy. Phòng này là tối nếu mà có lá thuốc là sẽ ở trong thùng này tắm, này tắm thùng này. Thùng thông này. Ô, cầm tôi quay tôi đây, vào đây. Xin mời mọi người vào xem nhà anh Trình. Đấy, đây là thùng, một phòng này hai cái thùng, phòng là hai người tắm, tắm lá thuốc, thùng thông, mở vòi ra, cho nước chảy ra, mở vòi. Ừ đấy, muốn tắm là bên nóng bên lạnh, pha hướng dẫn cách tắm, người ta mới được tắm. Ở đây nhìn nó có mùi thuốc. À, đấy là vòi nóng rồi lạnh. À, vòi nóng là vòi thuốc. Van tổng van tiếc là đầy đủ hết. Đấy. Rất nhiều phòng tắm nhỉ, u đây như này á. Nhiều. Phòng hai thùng, ôi bên này còn tắm tập thể rồi này. Mọi người bên đây tắm tập thể rồi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 cái thùng để cái là 6. Chúng ta lên đây phải tắm tập thể rồi này. Mỗi người một thùng nhá. Đây, đến xem. 2, 4, 5 cái thùng. Thao. Đấy, mọi người lên đây thì ta hồ tắm tập thể nhá. Kia nè, đây hai đôi vợ chồng kia, hai đôi vợ chồng còn thằng tắm trong này ngồi xem. Đây, đây là 5 thùng. Phòng tập thể. À. Hai vợ chồng tắm này, hai vợ chồng tắm kia, còn thằng kia ngồi theo. Tầng 3 còn không? Không, không, không muốn. Tầng 3 là dự trữ lương thực quốc gia rồi. Hôm nay nhà anh đang nằm cúng. Đây, thấy cúng, cúng. Đây, đây đang, anh đang ở bếp đây. Làm món gì? À, đủ rồi thế. Đây, đây xong. Nhiều. Ừ, nhiều kỳ lắm rồi. Thôi được rồi, thế bố cháu làm rồi. Ê, chú xin lỗi. Ui, ăn vừa thôi, tê lưỡi lắm. Tê lưỡi lắm. Mà cho, mà đây bát này cho chú. Đây, đây thịt sấy này. Gà luộc, rau. Rau mét này mình hái đúng không? Rau mét này mình hái này. Mày đầu bếp có vẻ kinh nghiệm rất nhỉ. Rau mét này. Ôi, mày cao thế. Chú đến gáy mày. Cậu bảo là anh ơi em có việc tí, lại đi nhà ông nhạc. Đây món thịt sấy anh. Ừ, thịt sấy, thịt sấy. Món truyền thống. Đây bác Lý Quỷ Trình là một trong những đầu bếp. Như nhà anh hôm nay cũng về gì anh? Giải hạn à? Hay sức khỏe cái gì? À, cái này anh làm lý một tí giải. Gọi là cúng cho may mắn hay là may mắn, gọi là may mắn. Vâng. Mình người Kinh gọi là giải hạn, tất cả muốn ra may mắn. Mỗi một năm thì cũng phải làm một lần. À vâng vâng, đấy gọi là cúng giải hạn may mắn. Ngày nào anh? Hôm nay là rằm. Không, hôm nay đúng ngày rằm. Có nghĩa là cảm thấy hơi gì đó là mình ngày tốt. Mình em cảm thấy người mình đi làm lại hơn mình thì là đến giải giải ạ. Vâng. Được mà. Tiến số quân nhân phóng xuất phải tiền mình để cải tạo cốt chỗ phải tổ chúng tôi là tiền thiết chuẩn là tiền đầu tư tiền kinh tế mà cũng to đấy quân nhân phải chúng tôi chúng ta là tiền quản chốt chiếc là cốt chốt chiếc ông là cùng một địa điểm nhà chung do ta hiện nhiên thì với quân đoàn bác sĩ chẳng cùng cho quốc và ta cũng sẽ lấy xem và ta cũng sẽ phản đối như ta đã phát triển tạo nên chiến tiêu quân vua
tám mươi điểm số, bảy mươi điểm kém xin bốn, bốn trả tiền tốt nhất, quế quốc cam, điểm ông à, ông à, tôn quay à, tôn 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 quay à. Nhất dòng giáo ta tốt xế, nhạc sinh giáo ta tốt sớm. Ông à, chồng để cho con quay nhớ. Ông à, ok. Ông à, ừ. Ở được. Nam nhân thể giáo ta tốt xế, phú 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 phú. Điều lành mang đến, điều dữ mang đi đấy. Ta thuộc mấy câu thiên là đồng âm dương này. Đấy. Sừng châu chấp đồng không phải măng tre sừng châu cái măng tre mà nó không đủ được nguyên đất đấy. Người giao mới lấy về để làm lý chứ không phải cái măng vâng. Ừ. Những cái đồng có tôi được ông đang cúng kệ ông để đi không phải ông mà thôi được rồi thế được rồi. Đấy ông nhà gia chủ anh Trình đang cúng với thầy cúng phải đang sắp mâm anh em ẩm thực ở đây. Đây là món thịt sấy của nhà anh sấy. Thế con mới hỏi hôm nay con mới hỏi ông mà đấy. Lý do tại sao lại không được thổi đây mọi người đây là thầy ông là thầy cúng ông là đấy không nghĩa nghĩa không mà... bây giờ hỏi là trong nhà người giao là kiêng nhất là thổi cái gì người vâng. Người Hà Nhì là kiêng thổi sáo vâng. Kiêng thổi sáo người giao là như người Hà Nhì nhá ông ơi trong người Hà Nhì người ta kiêng thổi sáo để rủ vợ người khác đi nhưng người giao của mình lại kiêng thổi cái tù và mà cái sừng châu ấy mà thành kiêng kiêng kêu thì ông có thể ông cho bọn con biết là cái lý do tại sao như vậy con chưa hiểu ông có thể trả lời cho con cái ông đang hút thuốc lào ông thì cũng ông cứ hút vào ông cứ uống nước chậm rãi bình thường đấy ông... hỏi con đặt ra bởi vì con nghĩ là con có thể thổi tiếng sáo này là cũng không ảnh hưởng gì tiếng sáo vui nhưng mà khi tiếng cái âm thanh của cái sừng châu nó chỉ có một tiếng thôi còn tiếng sáo nó có nhiều tiếng hay là kèn của các ông chẳng hạn ngày đám cưới chẳng hạn thổi nó là ngày vui đấy thì do vậy ông sẽ coi cho con biết là tại sao không được cái thổi cái tù vàng ấy mà ngày bình thường không bao giờ được thổi và ông và mấy ạ ông cho con hỏi là khi nào mới được thổi ý nghĩa là cái sừng châu này nếu mà mình cúng thì nếu mà cúng to thì mới được phép thổi nếu mà cúng cái loại nhỏ thì mình cũng không được không được thổi nhưng mà ở nhà mình nếu mà mình cúng cái thổi cái sừng châu đấy mình phải thổi ở nhưng mà cửa như ví dụ cửa mình cửa chính mình không mới thổi đấy là phải mà to người ta mới được phép thổi nhưng mà mình thường mình cúng ở nhà trong nhà này thì cũng nhỏ gọi hồn gọi vía cả cũng tổ tiên ông cụ ở trong nhà là mình cũng nghĩa là cái điều không nghĩa là theo quy định là cái đấy là để gọi hồn không cái đấy nếu mà mình rồi mà cũng gì to mình người ta nghĩa người ta gọi là trên ông trời mà phù có là cái đấy để đại diện cho gọi ông trời thôi còn bình thường ở gia đình thì không được gọi mà đấy là ngày bình thường mình không đấy người giao là kiêng thổi tù và trong nhà đấy là kiêng bởi vì sao bởi vì cái đấy chỉ để khi gọi khi thần linh ông trời thần linh ông trời đấy nếu mà mình không thầy cúng người giao mọi người mình thổi như thế có người nó cũng giả sử mình cho mà thần bảo như thế thì mình thôi nha bật điện lên cho sáng không được cho sáng tí người ta cũng giả sử nghĩa là người ta không biết thì người ta thấy cái này thì người ta cũng thử xem với mình gia đình cũng thật giả sử cái khách kể cả đứa nào mình không biết thì những trẻ con mình không biết rồi. Ôi, mấy đứa cháu mình không. Hôm nay nhà anh Trình anh ấy làm cúng nên là ngồi muộn tí đây là loài thầy cúng của người giao. Con lần vào nhà của bà cụ ấy mà kể ra ấy. Thế vô tình con thấy cái sừng châu ở trên gác ấy, con thở re phát bà bảo. Ôi thôi, cháu ơi, không được thổi cái ý đâu. Không biết. Con im lặng bao nhiêu ngày qua, hôm nay con mới dám hỏi ông là một câu cả. Con không biết đi. Thì ông sẽ trả lời cho con. Bây giờ con hiểu rồi. Bởi vì cái chỉ để khi nào gọi như là gọi các cụ phù hộ về, phù hộ đôi gì đấy, gọi ma to, gọi to ma. Thì
đáng mà dùng đến cái đấy là mình mới được phép mà thổi. Vâng. Gọi cái như tập bảo gọi trên ông trời. Trời thần linh lớn mới được gọi cái đấy thôi, dùng cái đấy. Còn nếu không ở nhỏ không được gọi, nó là kiêng. Mình cũng là ma gì thì mình cần nó phải xuống về phục vụ mình đấy. Vâng, con hiểu. Đấy là cái cảm ơn ông rất là nhiều. Thì con ngay đầu tiên con tưởng ban sơ là bà cũng không biết về như ông giảng giải. Thì bà chỉ bảo là cháu ơi, mày thổi cái ý nào gọi ma về đấy. Thì con chỉ biết như thế thôi. Hôm nay con biết là khi nào đấy là một trong những tiếng đánh động để gọi cái ông trời về phục vụ cho mình. Đấy là một trong. Nhưng mà không được phép gọi, mình không được phép gọi. Không, mình phải mình có thầy. Không được phép cùng không. Đấy đúng rồi, phải thầy mới lại mình lớn mới được. Chỉ có mà thôi. Mà chỉ có ông khi nào ông thì cũng rất là thân thiện được, mọi người để giảng giải cho mọi người cái kiêng kỵ người giao mọi người. Ông có thể ủy quyền cho người khác mày ra mày thổi cho ông được. Ông ủy quyền bây giờ là sau khi nói chuyện với thầy cúng thì mình xuống bếp dùng bữa với gia đình ở trên này, ẩm thực của người giao ở Tà Phìn Sapa. Đúng rồi, ví dụ con hỏi ông mà ông không thể trả lời được, ông hỏi được cái này là cái lý thôi à, đúng không? Ông học cúng từ năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi bắt đầu mới dạy. Không, 18 tuổi là mình đã được chữ nho các cái từ học chữ nho luôn. Nho. Ông viết được cả chữ của người giao, chữ nho của người giao đấy. Viết được gì? Không phải người giao mà chữ cúng. Đấy là chữ người ta bảo nghe. Người giao không có chữ. Nhưng mà dạy là có nghĩa là mình bây giờ mình sẽ viết được những chữ đấy đúng không? Ui, học giỏi chứ. Nếu mà như thế thì phải biết được. Vâng. Mình nói kiêng đã đi cúng này không biết, biết được. Vâng, nhưng mà có người thì nó biết cúng mà nó biết. Vâng. Ông viết được gì ạ? Đây là gì? Kể cả tôi dạy học sinh. Ông lại còn là thầy dạy của mọi người nữa. Vâng. Đấy là truyền thống của mình, ông phải giữ không ạ? Phải dạy mình ta mới biết được. Ông ạ, bây giờ ông phải dạy lại cho người trẻ. Bởi vì cái phong tục lâu lâu ngày thì nó phải dạy lại không ạ? Đấy, giả dạ. Vâng. Nói thật tôi thì một cú nói thật tôi. Nhưng mà tôi thì là tôi cũng phải khôn đâu, tôi thì biết. Ông ơi, ông có truyền lại, có nghĩa là đời truyền lại cho con cháu mình không ạ? Truyền lại với phong tục của mình. Đây thì... tôi đang bảo, sao mà thầy cô dạy một lớp học của nó riêng một thầy cô mà 3-40 người ấy. 3-40 người vâng. Tôi mà tôi được 2-3 năm rồi. Dạy chục người tôi bảo nhục lắm rồi. Có nghĩa là dạy của mình kinh. Nó khó hơn, dạy người kinh nó dễ hơn. Không có kinh nghiệm mà quản học sinh không quản nổi đâu. Không phải dạy của ông là khó hơn, dạy người kinh cũng là dễ hơn một tí. Không ạ, cũng là thầy. Chứ mình biết nó chưa có chuyên gì từ dấu sắc, dấu hiền mình, vâng. Mình cứ bảo tên thì anh phải viết rất nhiều vâng. Phải thả ra để mình thích xứ bảo tên mình như thế nào. Nhưng mà khó lắm ạ, cái gạch gạch này khó hơn cái chữ bây giờ nó. Ông bây giờ là ngày xưa là khó lắm, học khó lắm, bây giờ dạy lại thì ông phải truyền lại cho mấy người chứ, ông phải truyền lại chứ đúng không? Nếu mà không truyền lại thì là mình không giữ được cái đấy. Nói thật nếu mà phải truyền lại đại đa số, nhiều người mà biết, nếu mà biết chứ cũng thì mình à. Cũng phải làm thầy, mình phải có một cái trò mà nó phải học được mình. Đúng ạ, có nghĩa là phải có học trò giỏi thầy mới dạy được. Mà học có nghĩa là học phải lâu dài, không phải học 1-2 lần là người ta nghỉ. Thế là phải có học trò người ta muốn học, ông ạ. Muốn học giỏi mới học giỏi người ta biết được. Chứ mình dạy mãi người ta không biết thì mình cũng không dạy đúng được rồi. Dạy mãi không biết thì có nghĩa là ông chỉ có 10 người nhưng ông chỉ có 2 người là giỏi thôi. Ông sẽ truyền lại những người đấy mới làm được. Còn 10 người có thể 8 người không làm được. Nếu ông mà người, người nào giỏi tiếp thu. Vâng đấy. Nhưng thì mình chỉ nói 1-2 cái, 1-2 câu, 1-2 người. Đấy là học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Còn cháu gọi là học sinh giỏi không ạ? Đấy ông thầy cúng ở đây nhưng mà cũng là thầy dạy luôn đấy. Thầy dạy bên bản sắc của người giao, thầy cúng. Tí ông cũng ăn ở đây luôn chứ, ăn cơm. Ô, đấy bây giờ thầy á, thầy thậm chí còn phải ăn lâu là khác. Hôm nay con mình chắc phải ăn cơm uống rượu đến 1 giờ nhỉ. Nó thoải mái. Ông ơi, nhưng bây giờ ông cúng xong rồi là ông sẽ về muộn được. Nhà ông gần đây. Ông giá thầy cũng ở trong này còn hơn cả thầy giáo, rất chuẩn mực. Ông rất thân thiện và ông giảng giải nha, mình nghe hiểu ngay. Một ông là thầy của mình đấy. Thầy. Ông là thầy của thầy. Thầy luôn. Thầy của thầy. Kể cả bây giờ thầy giáo. Đây ông. Đây đây. Cấm kiêng kỵ gì. Vâng, sau khi thầy cúng cúng xong là gia chủ sẽ
Đây là chuẩn bị một cái nồi nước nước nóng không nhỉ? Nóng để ông rửa tay chân trước khi vào ăn cơm, ăn cơm với gia đình. Đấy, rửa tay rửa chân nhé. Với những người thầy. Người thầy thì cũng rất tôn trọng những người gọi là thầy cúng. Rửa chân rửa tay gọi là sạch trước khi nếu vào. Nếu mà như hàng thì nếu mà biết biết được phân dịch thì cứ hỏi vâng. Hỏi một ngày cho ông phân dịch. Vâng đấy. Mới được. Xin giới thiệu mọi người đấy, ông là thầy nên ông mình người kinh nhưng mà ông giảng giải rất là kỹ. Từng đoạn. Vâng. Ông giảng giải rất kỹ, ông là thầy đấy, ông là thầy giáo đấy. Rất tỏ tường đấy. Ông giảng giải rất kỹ về cái phong tục là mình mới biết được chứ không biết đâu. Đây gia chủ đã chuẩn bị cho ông một cái chậu nước nóng để ông rửa chân rửa tay trước khi vào vào ăn cơm. Làm như thế. Không, không sao đâu, ông kệ kệ ông. Ông đấy, ông là thầy đấy. Trong gia đình anh lại gọi là cùng mình ở cùng cao và quảng bá cho lòng ví và bảo vệ cùng cao của mình ở đây gần đi xa quá đấy. Cảm ơn anh Trình này đã tổ chức một bữa và cho anh em mình ở đây làm việc của làm phim. Ông ơi, con mèo không mèo không. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn này anh. Bây giờ xin phép bạn tạm dừng ở đây khoảng 5 phút rồi. Bởi vì cái máy chụp phim. Rồi, ok. Cạnh điện thoại một tí nhỉ. Đây đây cạnh đây. Đây 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 bên này. Đây 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 bên chén đây. Đây mà. Về á? Đây à? Ừ. Con gái bảo chú à bảo chú bên này. Đây đây đây. Ở đây có bạn làm camera này mình quay một tí. À tỏ à? Mình lỏng hết ạ. Ờ, phá liền ôm à? Phá liền mình hốp tiêu lỏng hết. Phá liền hết mà bài cháu vật. Vâng. Chỉ biết nói câu đi thôi. Thôi em cảm ơn. Ông con mắt anh. Chúc tất cả mọi người sức khỏe anh. Vâng. Chị, ui anh chị làm này em cảm thấy vui quá. Thôi hiện tại bây giờ là cả gia đình nhà mình đây, các cháu này, các con này, các con nhà mình đây.